một căn biệt thự hiện đại mà Louis vừa bàn giao cho khách hàng, và video này sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình thi công từ phần thô tới hoàn thiện. Yêu cầu của chủ nhà là hiện đại, đơn giản, đầy đủ công năng phục vụ cho các thành viên trong gia đình, 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp rộng, phòng tiếp khách. Sau khi trình duyệt, phối cảnh 3D gửi chủ nhà sẽ là giai đoạn thi công phần thô. Từ góc nhìn trên cao, quý vị có thể thấy công trường khá nhộn nhịp với rất đông công nhân và nhiều loại máy móc được huy động để đổ bê tông sàn tầng 1. 30 mét khối bê tông mát 250 được chở từ 5 xe bộ vận chuyển từ nhà máy tới công trường, sau đó được xe bơm bê tông cần đẩy trực tiếp bê tông tới sàn. Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành việc đổ bê tông và tiến hành giai đoạn bảo dưỡng. Rất nhanh đến giai đoạn đổ bê tông tầng 2, khác với sàn tầng 1. Từ sàn tầng 2 trở đi sẽ đòi hỏi cao hơn về an toàn, cấp pha và gian dấu. Phải đủ những cây chống đứng để đảm bảo khả năng chịu lực, đồng thời là đủ những cây gian chéo để tránh các cây chịu lực bị xô để sẽ làm sàn bị phỏng hoặc xấu hơn là sập công trình. Đóng khớp pha phải kỹ, nếu không dưới áp lực lớn của bê tông sẽ gãy khớp pha bị lệch khiến rò rỉ bê tông. Đổ bê tông sàn mái, trong thiết kế phía trên chỉ chưa bồn nước cùng dàn ứng điều hòa nên không cần yêu cầu khả năng chịu lực cao như sàn tầng 2 nên sẽ ít thép và bê tông hơn. Sau nhiều tháng xây dựng nên khung xương tòa nhà, bây giờ bắt đầu tạo nên công năng sử dụng cho tòa nhà. Xây tường bao, lắp đặt đường ống điện nước, chống thấm, lát gạch, lắp đặt nội thất và song song là thi công các hạng mục hoàn thiện khác. Xây dựng tường rào, cuối cùng là hoàn thiện và bàn giao cho chủ nhà. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng.